Nên có nhiều bà mẹ nuôi con kỹ lưỡng vô cùng, cái gì cũng dành lại cho con. Rồi đến năm 17, 18, 20 tuổi, nó bước ra cuộc đời, rồi nó hư, rồi nó theo một băng nhóm, rồi nó trộm cắp, rồi nó giết người. Lên đến tòa, bà khóc. Bà bảo cả đời tôi có là gây tội ác với ai đâu, mà tại sao ông trời không có mắt. Bà chẳng hại ai cả, bà chỉ hại có một người là đứa con của bà thôi. Thì hỏi các anh chị, đặc biệt những anh chị lần đầu gặp tôi này, thì theo các anh chị, nhân cách đạo đức là một cái tiến trình cả đời hay chỉ cần một vài khóa học ngắn ngắn là xong? Cái nhân cách đạo đức bên trong mình đấy, nó là một tiến trình cả đời hay chỉ một hai khóa học ngắn ngắn là xong? Cái nào đúng? Đầu tiên mình phải khoanh vùng được nó. Các anh chị không khoanh vùng được nó là đi miên man luôn. Có không các anh chị? Nhân cách đạo đức là một tiến trình rèn luyện cả đời hay chỉ cần một hai quyển sách và một vài khóa học là xong? Cái nào đúng? Cả đời. Như vậy, nếu chúng ta muốn dạy con của mình về nhân cách đạo đức, nhưng mình chưa chết cơ mà, đời mình chưa hết, đời mình chưa hết, mình có phải rèn cho chính mình không? Có. Rồi nếu mình 3 điểm về nhân cách đạo đức, mình có dạy con mình thành 8 điểm về nhân cách đạo đức được không? Bố thì đi nhậu và chửi thề, bắt con sống không chửi thề. Bố bắt con không chửi thề mà bố ngày nào bố cũng chửi thề, được không? Mẹ ra ngoài đời khó khăn trở ngại, mặt mẹ lúc nào cũng nhăn như bị về nhà khó đắm, hơi tí là cáu bực với cả cái đứa con của mình. Vậy mà chúng ta lại yêu cầu nó sống, nó phải thoải mái, nó phải từ bi với người xung quanh, được không? Đâu có được. Nên chúng ta mới nhìn sâu vô cái vấn đề mà nhân cách đạo đức của đứa con của mình, đâu đó hình bóng của chúng ta. Vậy dạy con có phải là dạy mình không? Nếu mình hiểu dạy con là dạy con là ngây thơ, dạy con là một tiến trình dạy mình. Không dạy chính mình không hình thành nhân cách con được. Cái tính làm gương của ba mẹ quan trọng ghê lắm. Thế vậy là chúng ta đi kiếm tiền suốt ngày, rồi về đến nhà đôi khi lại tiếp tục đi nhậu thêm một tăng nữa, 12 giờ đêm mới về đến nhà. Xong cho chúng ta cho rằng là chúng ta dạy con nên người, nổi không? Rồi bố mẹ, ông bà dạy con khác nhau, mỗi người dạy một kiểu. Người thì nuông chiều, người thì nghiêm khắc. Thế là cứ đi ngược nhau, mỗi người một phách. Đứa trẻ chạy theo ai? Theo các anh chị là đứa trẻ nó bám vào người nào chiều nó, hay bám vào người nào nghiêm khắc với nó? Chiều nó. Ở đây chúng ta là Phật tử, vậy mình hỏi các anh chị một câu là nuông chiều là nhân, quả là gì? Bảo bọc, nuông chiều, những khó khăn trở ngại của con, mẹ, bố nhảy vào làm giúp nó, thì quả là gì? Chúng ta gieo cái nhân đó nó xuống thì quả gì nó mọc ra? 10 năm sau cái gì mọc ra? 20 năm sau cái gì mọc ra? Nuông chiều là nhân, bảo bọc là nhân, an toàn là nhân, quả là gì? Quả có trưởng thành không? Quả là gà công nghiệp hay là gà rừng? Gà công nghiệp. Nên mấy bé nào mà cứ béo béo, mũm mĩm, trắng trẻo là 90% là gà công nghiệp. Nó an toàn trong vòng tay của mẹ, và mỗi lần có khó khăn mẹ nhảy đến, mẹ giúp, mẹ làm hộ. Mẹ Việt Nam anh hùng. Anh hùng ghê lắm. Anh hùng đến mức là con không lớn lên được. Đứa con nó chỉ lớn lên được ở cân nặng thôi, chứ nó không lớn lên được về cái chiều sâu của tâm hồn, cái bản lĩnh sống, cái năng lực tự lập, nó không lớn lên được. Trách nhiệm thuộc về ai?
20 năm đầu trách nhiệm thuộc về ai? Và ba mẹ. Nên có nhiều bà mẹ nuôi con kỹ lưỡng vô cùng, cái gì cũng dành lại cho con. Rồi đến năm 17, 18, 20 tuổi, nó bước ra cuộc đời rồi nó hư. Vì nó là con gà công nghiệp, nó bước ra nó phải hư chứ. Hư rồi nó theo một băng nhóm, rồi nó trộm cắp, rồi nó giết người. Lên đến tòa, bà khóc. Bà bảo cả đời tôi có là gây tội ác với ai đâu, mà tại sao ông trời không có mắt? Có đúng ông trời không có mắt không? Hay là ông trời rất có mắt? Bà chẳng hại ai cả, bà chỉ hại có một người là đứa con của bà thôi. 17 năm bảo bọc, 17 năm an toàn, 17 năm làm hộ con, chính là 17 năm giết đứa con của mình mà không biết. Không trao cho nó cái quyền được tự lập, không trao nó cái quyền được trưởng thành, không cho nó cái quyền đứng lên đôi chân của chính nó. Vậy người mẹ này gieo nhân nuông chiều thì gặt quả ích kỷ cá nhân. Gặt quả gì? Lệ thuộc. Đứa trẻ nó lệ thuộc mãi, nó yếu đuối, nó lệ thuộc. Bước ra cuộc đời không còn bóng dáng mẹ nó, nó sẽ lệ thuộc một băng đảng nào đó, một nhóm bạn nào đó. Nhóm bạn đó hư là nó hư luôn. Rồi một ngày nó theo băng đảng đó, nó phạm tội, trộm cắp, đĩ điếm, giết người, thì bà mẹ đến tòa lại than thở: cả đời tôi có hại ai đâu mà bây giờ ông trời không có mắt. Như vậy ở đây chúng ta thương yêu con nhưng có hiểu biết không? Tình thương nó có trí tuệ chưa? Hay tưởng tình thương thiếu trí tuệ? Đạo Phật là đạo của trí tuệ mà, đâu phải mỗi từ bi. Nói đạo Phật là đạo của từ bi là người ta nói có một nửa thôi. Trí tuệ đâu? Nói trí tuệ mới từ bi không cũng là nói hai vế, còn một vế ở giữa quan trọng lắm. Lát nữa mình sẽ đi cả ba vế. Dạy con trưởng thành là một quá trình cả đời. Cái này các anh chị phải lưu ý, cái này quan trọng. Đặc biệt là những cái chiều sâu của nhân cách, chiều sâu của nhân cách. Nuông chiều không dẫn đến con về đâu cả. Thì chủ đề ngày hôm nay á, là chúng ta hiểu về cái chữ trưởng thành. Trưởng thành nó gồm nhiều yếu tố, nhưng mà trong một trong những yếu tố là nhân cách đạo đức là quan trọng nhất thôi. Còn bản thân trưởng thành là nó nhiều yếu tố. Các anh chị cho con của mình ăn uống no đủ để cho nó lớn theo đúng cân, cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân, thì cái đó nó chỉ là sinh lý thôi, cơ thể thôi. Cái đó là phần xác thôi, phần hồn nó chưa có đó. Thì cái mà chúng ta cần là nó phát triển về cái phần hồn, về cái phần tâm lý, rồi đến đạo đức, rồi đến đạo lý. Chúng ta bước vào cái cổng chùa thì chúng ta phải hiểu cái nền đạo lý của nó là gì, giáo lý của Đức Phật dạy là gì. Còn đôi khi chúng ta bước vào cái cổng chùa là chúng ta chỉ tin thôi chứ chưa tin thôi, còn hiểu hay không thì chưa chắc. Phụ huynh và sự trưởng thành, chúng ta mới thấy là trao cho con về nhân cách đạo đức là một cái tiến trình trưởng thành. Vậy phụ huynh phải trưởng thành. Phụ huynh phải trưởng thành trước. Ông bà là cái người chỉ đường cho cháu. Ông bà mà nuông chiều là cháu hư hết.